Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Vâng, mai ngày 11 tháng 1 năm 2021, cơ sở đồ gỗ đồ thầy Hiền Lành làm video clip chia sẻ tới quý vị khách hàng về các cái mẫu mã sản phẩm hoành phi câu đối gỗ hương đá, gỗ hương đá nhập khẩu từ Nam Phi. Và trong video này chúng tôi sẽ giải thích về việc tại sao cơ sở không báo giá cũng như tất cả các sản phẩm không chỉ riêng về hoành phi cô đối. Hiện nay chúng tôi đã nhận được rất nhiều phản hồi từ khách hàng là tại sao cơ sở không báo giá mà chúng tôi vẫn thấy cơ sở đi bàn giao rất nhiều mặt hàng hoành phi cô đối cho tất cả các gia đình trên toàn quốc và đáp ứng cái chất lượng hàng cũng là kỹ. Thì điều đầu tiên chúng tôi muốn gửi tới quý khách hàng đó là vì yếu tố đó là chất liệu gỗ là đầu tiên về gần cuối năm thì cái giá lượng chất lượng về gỗ cũng như giá thành nó có thay đổi không giữ nguyên một giá mà có thể lên xuống tùy theo từng thời điểm nếu như gỗ xuống thì chúng tôi sẽ tính giá sản phẩm xuống và nếu như gỗ tăng lên thì chúng tôi sẽ lại tính tăng lên thì như quý vị và các bạn đã biết các cái mặt hàng thiết yếu như đồ ăn thì các bạn cũng đã biết rồi Giá thành nó lên xuống rất là thất thường thì chúng ta có thể thay đổi tùy theo từng ngày. Và nếu như mà chúng tôi báo giá, hôm nay chúng tôi báo một giá, mai chúng tôi báo một giá thì quý khách sẽ lại đánh giá chúng tôi nó sang một khía cạnh khác, đó là báo giá linh tinh. Thì quý khách hàng nào có thiện trí, quý khách đã liên hệ trực tiếp về qua số hotline 0986 883349, thì chúng tôi sẽ báo giá cụ thể và tư vấn miễn phí cho quý khách. Và điều thứ hai chúng tôi muốn nói đến đó là một bộ sản phẩm như này có quý khách hàng thích hàng dày, có quý khách hàng thì lại thích hàng mỏng vừa với túi tiền của người dân. Và chúng tôi để đáp ứng được nhu cầu đó thì chúng tôi đang làm sản xuất đó là rất nhiều các mặt hàng giá rẻ cũng có mà hàng kỹ chất lượng cao cũng có. Vì thế mà quý khách hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi. Ví dụ như đơn giản bộ hoành phi này, nếu quý khách mà thích thép vàng Đài Loan thì giá thành nó sẽ được rẻ. Mà nếu như quý khách rát vàng 49 hay còn gọi vàng 24K thì chúng tôi lại phải tính theo đó là giá vàng theo thị trường thế giới vàng SEC hay là Bảo Tín Minh Châu để chúng tôi có thể tính được giá sản phẩm đồ gỗ. Và yếu tố thứ ba đó là các khách hàng ở các cái địa phương lân cận khác nhau tùy thuộc vào từng phí ship. Nếu như ở tại khu vực miền Bắc thì chúng tôi sẽ báo giá đó là lắp đặt tại nhà. Còn nếu như ở miền Nam thì chúng tôi sẽ báo giá đó là phí vận chuyển cộng với cước phí vận chuyển tại nhà nó sẽ có xa hơn. Thì là giá thành nó sẽ đắt hơn một chút. Vì là mẫu hoành phi này là cùng đồng kích cỡ như nhau, dài 1m97, rộng 67 và ván là dày 3 phân thì bên cạnh các cái dòng ván 3 phân chúng tôi còn có các cái dòng ván nó là 1.8, 1.5, 2.2 chấm rưỡi và 4 chấm rất nhiều mẫu mã đa dạng khác nhau thì quý khách nên liên hệ trực tiếp yếu tố thứ tư đó là về mẫu mã đa dạng kích thước thay đổi chúng tôi gộp chung vào yếu tố thứ tư để cấu thành nên các cái giá sản phẩm vì thế mà chúng tôi không báo giá trực tiếp trên YouTube cũng như trên website. Quý khách uh, hãy đăng ký kênh đồ gỗ lành để có tiện thể tiện theo dõi nhất được các cái video clip đồ thờ cúng mới nhất của chúng tôi cũng như các sản phẩm đồ gỗ phòng khách. Quý khách có nhu cầu, quý khách hãy liên hệ trực tiếp về Zalo 0986 883349 thì chúng tôi sẽ tư vấn miễn phí và báo giá trực tiếp cho quý vị. Vì uh, có nhiều khách hàng có thể thay đổi rất nhiều kích thước khác nhau cũng như chủng loại gỗ và mặt hàng chủ yếu chúng tôi đang sản xuất đó là gỗ gụ, gỗ, gỗ hương đá, gỗ hương huyết, gỗ hương ba đúc và gỗ gõ đỏ, gỗ rồi rất là đa dạng <laughs> thì quý khách hãy liên hệ trực tiếp qua hotline 0986 88349 hoặc 0985 226684 chúng tôi ở tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Chúng tôi sẽ tư vấn